quan chống doping thế giới đã xác nhận báo cáo hôm thứ Bảy rằng có 23 vận động viên bơi lội người Trung Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm trước Thế vận hội Tokyo 2020, nhưng cơ quan này chấp nhận kết luận của nước này rằng điều này là do ô nhiễm. Nhiều báo cáo phương tiện truyền thông cho biết các vận động viên bơi lội đã có kết quả xét nghiệm dương tính với trimetazidin được tìm thấy trong thuốc điều trị bệnh tim vài tháng trước khi Thế vận hội bị trì hoãn do Covid bắt đầu ở thủ đô Nhật Bản vào tháng 7 năm 2021. Huy chương vàng, nếu không có tình tiết giảm nhẹ, vận động viên không kiểm tra doping thường bị cấm thi đấu từ 2 đến 4 năm nếu vi phạm lần đầu và chung thân vào lần thứ hai. World Aquatics, cơ quan toàn cầu của môn thể thao này trước đây gọi là FINA, cho biết họ đã tin tưởng các kết quả xét nghiệm dương tính đã được xử lý một cách siêng năng và chuyên nghiệp. Tin tức về AAF có thể khiến Trung Quốc bị giám sát chặt chẽ hơn trước. Thế vận hội Paris năm nay, nơi quốc gia châu Á này dự kiến sẽ tranh huy chương cùng với các cường quốc như Hoa Kỳ và Úc. Một trong những trường hợp nổi bật nhất liên quan đến TMJet là vận động viên giành huy chương vàng Olympic Sun Yang của Trung Quốc, người đã bị đình chỉ thi đấu 3 tháng vào năm 2014 sau khi xét nghiệm dương tính với ma túy. Sun cho biết anh đã được kê đơn thuốc để điều trị chứng đau ngực. Anh này hiện đang chấp hành lệnh cấm doping riêng. Trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008, một số vận động viên bơi lội người Trung Quốc đã dính líu đến các vụ án doping. Vào năm 1994, 7 vận động viên bơi lội Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với dihydrotestosterone tại Đại hội Thể thao Châu Á Hiroshima. 4 năm sau, 4 vận động viên bơi lội Trung Quốc đã thất bại trong cuộc kiểm tra thuốc lợi tiểu Chiatebrens sau khi thi đấu trước giải vô địch thế giới ở Pest, và Yuan Yuan đã bị loại khỏi Pest ngay sau khi bị bắt với 13 lọ hormone tăng trưởng cơ bắp tại sân bay Sydney. Cô bị cấm thi đấu 4 năm và huấn luyện viên của cô bị cấm thi đấu 15 năm. Vào năm 2003, Lý Ninh cũng đã bị treo gió 2 năm và huấn luyện viên của cô bị cấm thi đấu suốt đời sau khi xét nghiệm dương tính với steroid testosterone bị cấm. 5 năm sau, vận động viên bơi ngửa Oh Wang Kun Peng và huấn luyện viên của anh cũng bị cấm thi đấu suốt đời sau khi xét nghiệm dương tính với chất bất hợp pháp.